Hello and welcome to learning Vietnamese with Thảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh cùng học tiếng Việt với Thảo. In the video today we will learn some types of Vietnamese bread in Vietnam. Các loại bánh mì ở Việt Nam. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì chảo. Bánh Mì chảo bánh mì thịt xiên bánh mì thịt xiên bánh mì pate bánh mì pate bánh mì cay or bánh mì que hải phòng bánh mì cay bánh mì que hải phòng bánh mì bột lọc bánh mì bột lọc bánh mì ép bánh mì ép bánh mì gà xé bánh mì gà xé bánh mì đầu nhọn bánh mì đầu nhọn bánh mì xíu mại bánh mì xíu mại bánh mì chả cá sợi bánh mì chả cá sợi bánh mì phá lấu bánh mì phá lấu. Bánh mì sốt vang. Bánh mì sốt vang. Bánh mì chả cá. Bánh mì chả cá. Thank you for watching my video and see you next time. Bye bye.